Phượng xin kính chào quý khán thính giả đến với chương trình VTV buổi trưa ngày thứ Bảy 16 tháng 8 năm 2014. Kính thưa quý vị, chương trình hôm nay được mở đầu với phần AA Success do Kiều Thu và Trọng Đạt thực hiện với chủ đề giải quyết những bất đồng giữa cha mẹ và con cái, giúp con em thành công hơn. Tiếp theo là phần phóng sự Đại hội Thánh Mẫu lần thứ 37 tại Missouri do Bùi Văn Bằng thực hiện. Và sau cùng là chương trình Phúc Âm hàng tuần do Giáo sứ Thánh Giuse North Carolina thực hiện. Để bắt đầu chương trình, xin kính mời quý vị theo dõi phần AA Success với Kiều Thu và Trọng Đạt. Xin kính chào quý vị. Mời quý vị đến với chương trình của AA Success với Trọng Đạt và Kiều Thu hôm nay. Chào Trọng Đạt. Dạ, chào chị Kiều Thu và kính chào quý vị. Và cũng nhân tiện đây, Kiều Thu và Trọng Đạt cũng cảm ơn những quý vị đang xem chương trình, nhất là ở vùng Florida, có gửi một vài quà nho nhỏ để mà tạo nên cái sự nói rằng hy vọng là cái chương trình là đem đến phụ huynh những cái điều tốt. Thì mình xin thay mặt chị Kiều Thu cũng như cho chương trình SPTN cảm ơn quý vị. Cảm ơn nhất là cô Trinh ở vườn trái cây Việt Nam tại Homestead Florida đã gửi những món quà rất là có tình, những trái cây của Việt Nam gửi về cho anh em ở trong chương trình SPTN DC. Như kỳ trước thì Trọng Đạt có hứa là sẽ đem đến những cái thí dụ cụ thể để giúp cho phụ huynh cũng như con em hiểu nhau hơn và có một đời sống gia đình vui vẻ tại nhà cũng như là ra ngoài học đường, ra ngoài xã hội. Thì ví dụ tiếng Mỹ nó gọi là case study. Thì chuyện này là những chuyện mình nghĩ rằng nó tuy nó cũng có thể gọi là có thật, nhưng mình sửa đây vài một cái chi tiết để cho nó không gọi là đúng theo cái sự làm việc của A Success. Thì xin gửi đến quý vị và chị Cử Thu là trong cái tiêu biểu của cái ví dụ mà nó thể hiện lên cái vấn đề tình cảm gia đình và con em, thì em này là tên Mỹ Linh, đang học sắp sửa lên đại học, tức là năm thứ nhất đại học rồi. Thì trong quá trình học trung học thì rất là vui, rất là giỏi, AP hoặc là chương trình học high school đều là 4.1, 4.2. Nhưng rồi làm việc theo đúng ý ba mẹ, rất là đầy đủ bổn phận. Nhưng mà khi lên đại học thì ba mẹ vì xa em, tuy rằng em lái xe đi học chỉ có 2 tiếng cách nhà thôi, nhưng mà trong quá trình học trung đại học thì ba mẹ gần như là không có tin tức hoặc là những cái sự kiện xảy ra ở đại học nó không có được đầy đủ như là ở nhà. Thì trường hợp này xảy ra là em đang hiện tại nhìn với cái nhìn của em thì em đang học rất là cố gắng, nhưng mà điểm bị hơi bị lung lay, tức là không được như đâu hoàn toàn 4 chấm nữa mà là 3 chấm, có cái được B, có cái được A, rồi làm việc học thì rất là cố gắng học nhưng mà lại không được điểm cao. Bên cạnh đó các bạn bè thì cũng thuộc một thế giới mới, không còn như là ở trung học nữa, thì đâm ra bạn bè lôi cuốn, thì em cũng vì cái sự cân nhắc thế nào là có nên theo học bạn bè, làm việc với bạn bè hay học ở nhà, nhưng mà học lại không được hoàn toàn để sợ ba mẹ không vui. Thì đâm ra khi ba mẹ hỏi thăm thì lúc nào con cũng nói là mọi chuyện như là trước, nhưng mà trong thâm tâm thì là đang có cái sự cân nhắc cũng như là lo lắng làm sao cái điểm học đạt được cái ý muốn của ba mẹ. Và ba mẹ cũng không có thể hiện lên cái sự lời nói hay hành động để cho em biết rằng tuy rằng điểm có thể gọi là 4 chấm hay là bớt đi một chút cũng không phải là chuyện gì gọi là trầm trọng. Nhưng đó là cái sự hành cái ví dụ gửi để cho quý vị rất là đơn giản, nói lên cái sự lo lắng của hai bên mà tình cảm với hành động không có thể tiêu biểu được, trong khi cái cuộc sống nó chia rẽ vì môi trường làm việc của cha. Nhưng mà các em rất là thành thật chia sẻ tâm sự với các bạn bè, chẳng hạn như ở AA Success chẳng hạn. Khi mà có cái case study này rồi thì chắc chắn là em bé này đã nói chuyện với Đạt hoặc là nói chuyện với những người hướng dẫn huấn luyện ở AA Success. Thì AA Success hướng dẫn bằng cách nào? Thì trước hết cố vấn như thế nào để cho em không có cảm thấy bị khó xử hoặc là phải cứ phải nói dối bố mẹ hoặc là sợ bố mẹ buồn chẳng hạn. Dạ vâng. Thì trước hết nó đòi hỏi thời gian.
Thì bao giờ em nào vô trong chương trình Life Skill thì cũng đều hỏi lên qua những cái chặng đường, gọi là em trong 3 tháng tới em muốn đạt được cái tiêu chuẩn gì trong cái công việc học với trường học, với gia đình và với gọi tiếng Mỹ gọi là personal growth hoặc là sự phát triển cá nhân của em. Bên cạnh đó là trách nhiệm về làm việc với tổ chức AE Success. Thì quan trọng phần đông 95% là 80% những thời giờ của huấn luyện viên là thiên về gia đình. Tại gia đình mới giải quyết được á, thì mới là thành công được. Thì em trả lời rằng quan trọng là em muốn làm sao để mà thể nói chuyện với được ba mẹ, để mà ba mẹ hiểu được tâm trạng của em. Rồi từ đó cái nói chuyện nó thành ra làm sao dạy được nói tiếng Việt. Nói tiếng Việt làm sao khéo léo, nói tiếng Việt làm sao để có từ ngữ tuy là không cần nhiều nhưng mà ba mẹ cảm thấy vui. Rồi sự cái sự vui đó nó tạo ra cái sự trao đổi về cách suy nghĩ. Thì lúc đó là mới là cái bước đầu để mà thông cảm nhau. Thì đòi hỏi thường tình là khoảng 2 đến 3 tháng và nhiều lúc hơn nữa để mà đạt được cái tiêu chuẩn đó. Đây cũng là một điều khó khăn, nhưng mà hy vọng rằng E-Success sẽ đem tới những câu chuyện thành công, những câu chuyện vui để mà con cái và gia đình cũng như là thông cảm, và cái điều đó nó giúp đỡ cho các em học giỏi hơn và có lẽ vui hơn và thành công hơn. Cái điều đó rất là quan trọng với được cái sự support, cái sự thông cảm của gia đình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay. Hẹn Trọng Đạt và quý vị vào chương trình kỳ tới. Dạ, kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị. Tiếp tục chương trình, Bích Phượng xin kính mời quý vị theo dõi phần phóng sự Đại hội Thánh Mẫu lần thứ 37 tại Missouri do Bùi Văn Bằng thực hiện. Tôi Bùi Văn Bằng xin kính chào quý khán giả. Đại hội Thánh Mẫu lần thứ 37 được khai mạc lúc 7 giờ tối thứ Năm mùng 7 tháng 8 và bế mạc vào sáng Chủ nhật mùng 10 tháng 8 năm 2014 do Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ tổ chức tại thành phố Kata, Missouri. Anh Vũ Đức Quang đến từ tiểu bang Texas cho biết như sau. Vui mừng khi đến đây hàng năm, mỗi lần tôi đến đây là con số 50.000 trở lên. Và năm nay hình như là cũng có ở cái con số đó. Gặp lại đồng hương rất là mừng anh. Dù là vất vả nhưng mà tụ tập về đây sống trong một cái hoàn cảnh rất là khó khăn. Đối với cái giới chính quyền địa phương ở đây, họ cũng nâng đỡ người Việt Nam rất nhiều. Là số dân ở đây chỉ có 12.000 người thôi. Nhưng mà cái tập thể đồng hương Việt Nam mình đến dự những thánh lễ hàng năm như thế này lên đến 5, gấp 3, gấp 4 lần. Thì cái điều đó cho thấy rằng là cái sức mạnh của người Việt của chúng ta đã lôi cuốn được cái thành phố ở đây. Tâm trạng người Việt hải ngoại không thể làm ngơ với hiện tình đất nước. Họ chỉ biết trông cậy vào đấng thiêng liêng như cuộc rước kiệu cung nghinh thánh tượng Đức Mẹ Fatima lúc 5 giờ chiều thứ Bảy, mùng 9 tháng 8 năm 2014. Đầy cảm động, đi đầu là thánh giá nến cao, kế là bản đồ nước Việt Nam, kéo dài hơn 3 mao, đoàn kiệu về lại lễ đài đúng 7 giờ chiều với tiếng hô tung hô Mẹ Maria cùng với tiếng vỗ tay tràng pháo nổ. Và cùng nhau hát lên bài hát Mẹ ơi đoái thương xem nước Việt Nam. Có những cái lời cầu nguyện họ nói rất là rõ ràng là cũng con mong Chúa làm sao để mà dẹp tan cái chế độ độc tài cộng sản tại Việt Nam để cho quê hương được thanh bình và thịnh vượng. Tôi nhìn thấy chung quanh người dân và tôi thấy người ta rơi nước mắt, đều hướng về lúc bây giờ thì cái lá cờ Việt Nam mình được bay lên ở trên không và tất cả mọi người đều hướng về cái lá quốc kỳ và mọi người đều hình như là rất là lắc động tâm tư. Và tôi nghĩ rằng đây là một cái dấu hiệu cho thấy ở bên trong tâm hồn của tất cả mọi người, họ mong rằng đất nước chúng ta không sẽ tránh được cái nạn hiểm họa Trung Cộng. Nhưng mà với cái sự bất lực, chúng ta chỉ có lời cầu nguyện. Đồng thời chúng ta cũng cần phải có những cái sức mạnh từ ở trên để ban xuống cho chúng ta. Thì qua những cái lời cầu nguyện, qua những cái lời giảng của các cha, tôi thấy các cha cũng có đề cập đến cái vấn đề. Các ngài không nói thẳng, không nói nhiều những người làm chính trị cho những người. Nhưng mà tôi thấy là trong tâm tư từ cha cho đến tất cả mọi người tham dự đều hướng về quê hương dân tộc. Và họ rất là bất mãn với cái chính quyền hiện nay. Và họ mong rằng đất nước chúng ta thay đổi. Ngay trong cái gia đình của chúng tôi thì chúng tôi cũng làm cái công việc đó là hướng dẫn con cái mình hướng về dân tộc. Có những cái lớp hội thảo giới trẻ thì cũng có những giới trẻ đặt ra những cái câu hỏi liên quan đến cái vấn đề đất nước hiện nay. Mặc dù là những cái chủ đề nó có tính cách tôn giáo, mặc dù họ nói tiếng Việt nó không có được rõ ràng rõ cho lắm, nhưng mà mình thấy cái tâm tư của họ là họ ước mơ là
làm thế nào để có được những cái không khí giống như vậy ở bên Việt Nam. Vì đây là một cái cơ sở tôn giáo, cho nên những cái vấn đề chính trị thì không có được đặt nặng cho lắm. Họ rất ưu tư Việt Nam, họ hỏi, why? Why not in Vietnam? What? Thì cái đó chứ mình thấy là các em cũng ưu tư giống như mình vậy. Nhưng mà các em không biết phải làm gì giống như chúng ta vậy. Thì tôi nghĩ rằng là nếu thật sự chúng ta, những người lớn tuổi chúng ta tiếp tục cái con đường chúng ta là hỗ trợ cho các em, huấn luyện cho các em để các em có một cái tinh thần quốc gia dân tộc, thì một cái ngày mà anh nói, cái ngày mà thay đổi đất nước mình nó sẽ đến thôi anh. Mở đầu thánh lễ đại chào biệt kính mẹ Maria vào chiều thứ Bảy lúc 7 giờ 30 tối ngày 9 tháng 8 năm 2014 do Đức Hồng Y Daniel Dinado, Tổng giáo phận Gaveston, Houston, Texas, chủ tế đã ca ngợi giới trẻ hy sinh thời gian đến tham dự ngày đại hội thánh mẫu năm nay thật đông đảo. Ngài nói, hai thầy Gioan Bautista Kim Quốc Dũng và thầy Francisco Xavier Nguyễn Văn Vinh thuộc tu đoàn Nhà Chúa cho biết ơn gọi và mời gọi các bạn trẻ. Cái ơn gọi của Việt Nam cũng như là ơn gọi, đặc biệt là ơn gọi của Hoa Kỳ thấy rất là thiếu, rất là thiếu ơn gọi. Ước mong rằng các bạn trẻ cũng dám liều như anh em chúng tôi 10 năm về trước, dám từ bỏ tất cả để đến với nhà dòng. Nhà dòng sẵn sàng welcome tất cả các bạn trẻ dám dấn thân để phục vụ trên cánh đồng truyền giáo của giáo hội. Một cặp vợ chồng trẻ Nguyễn Tuấn Thanh đến từ tiểu bang Washington State cho biết, mình muốn xin cái gì mình phải thật tâm, cái gì trong lòng mình phải rất là thật tâm. Và mình cầu xin gì, mẹ giống như mẹ thường nói, con khóc thì mẹ sẽ cho, con xin thì sẽ được. Thì mình xin cái gì mà mình thật tâm với Chúa và mẹ thì mình sẽ được, dạ. Sống trên nước Mỹ này thì vật chất thì rất đầy đủ, nhưng mà về tinh thần thì rất là hiếm. Vì vậy nên con xin là nhiều bạn trẻ hơn hãy đến những ngày thánh mẫu này để mình học hỏi thêm về Chúa, mình biết thêm về Chúa nhiều hơn và mình để phục vụ, hiến thân phục vụ cuộc sống của mình sau này. Đồng hương đến để hành hương kính viếng Đức Mẹ, cầu nguyện, đồng thời cũng làm công việc bác ái giúp đỡ những người thiếu may mắn, cơ cực qua các nhóm thiện nguyện như nhóm Thánh Linh do chị Ngọc Tuyết cho biết như sau. Nếu ai mà chưa tới đồng công để nhìn những cảnh mầu nhiệm này thì xin quý vị hãy đến để mà coi. Rất là nóng nhưng mà mọi người đã hướng về Chúa và mẹ để đến đây. Những hàng hóa bán buôn ở đây là người ta đã làm từ thiện và chúng em cũng hướng về việc làm từ thiện. Thấy những cảnh nghèo nàn, những người mà họ uống nước, giặt giũ quần áo, tất cả cái gì cũng là một nơi. Chúng em hiện giờ đang trực tiếp với Đức Cha Linh tỉnh Thanh Hóa để làm những nhà máy lọc nước. Mỗi nhà máy lọc nước cho 10.000 người uống ở Công giáo, Phật giáo, bất cứ ai cần thì là các làng đó tới. Tôi Bùi Văn Bằng xin tường trình cho đài FBN tại Chi Dòng Đồng Công. Đến đây chương trình xin tạm dừng trong giây lát và kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình sau phần thông báo và quảng cáo. Kính mời quý đồng hương tham dự dạ tiệc tri ân với mục đích tri ân những người dấn thân phục vụ truyền thông do SBTN và VATV tổ chức vào lúc 6 giờ chiều Chủ nhật 31 tháng 8 2014 tại nhà hàng China Garden, 1100 Wilson Boulevard, Rosslyn, Virginia, 22209. Mọi chi tiết xin liên lạc ông Đinh Hùng Cường, 703-927-2878 hay anh Võ Thành Nhân, 301-257-8496. Quý vị nhìn thấy các em thiếu nhi tại nơi đây, chúng tôi chuẩn bị 1.500 phần quà cho các em thiếu nhi. Cũng như chúng tôi chuẩn bị một bữa ăn để cho tất cả các cháu có điều kiện để được ăn một bữa trưa với Hội Bác Ái Francisco, do sự ân nhân của Hội Bác Ái Francisco đóng góp vào quỹ từ thiện Bác Ái Francisco, giúp đỡ để tặng cơm gạo cho các cháu bé mồ côi khuyết tật, cũng như cho trẻ em Việt Nam nghèo ở Campuchia. Chúng tôi xin gửi những hình ảnh này để quý vị cùng xem và thấy những sinh hoạt của hội thường xuyên đến đây để giúp cho trẻ em nghèo có điều kiện được một bữa cơm ngon, được đi học và khuyến khích để cho các cháu tham gia vào các lớp học tình thương miễn phí do Hội Bác Ái Francisco chỉ dạy và hướng dẫn trong nhiều năm qua. Cảm ơn sự hy sinh của các cộng tác viên của hội tại Campuchia. Chúng tôi trân trọng kính mời quý vị cùng tham gia và cùng đồng hành
với chương trình từ thiện bác ái Francisco. Bích Phượng xin cảm ơn quý vị đã chờ đợi và đón xem chương trình VTV. Tiếp theo, kính mời quý vị theo dõi chương trình Phúc Âm hàng tuần do Giáo sứ Thánh Giuse North Carolina thực hiện. Chúng tôi là Linh Mục Phêrô Trương Vĩnh Trị và các anh chị trong Giáo sứ Thánh Giuse. Xin kính chào quý khán giả. Phúc Âm tuần này thuật lại rằng, khi ấy ra khỏi đó Chúa Giêsu lui về miền Tyro và Sidon, thì liền có một bà quê ở Canaan đến mà kêu cùng người rằng, lại ngài là con vua David, xin thương xót tôi. Con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm, nhưng người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần người mà nói rằng, xin thầy bảo bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi. Người trả lời, thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel. Nhưng bà kia đến lại người mà nói, lại ngài xin thương giúp tôi. Người đáp, không nên lấy bánh của con mà vứt cho chó. Bà ấy đáp lại, vâng, lại ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống. Bấy giờ Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng, này bà có lòng mạnh tin, bà muốn sao thì được vậy. Và ngay lúc đó con gái bà đã được lành. Sau khi đã lắng nghe đoạn phúc âm này, có lẽ trong lòng mỗi người chúng ta cảm thấy có một điều gì đó thật khó hiểu. Chúng ta cảm thấy khó hiểu về những lời lẽ mà Chúa Giêsu đã nói trong phúc âm. Những lời lẽ này nghe rất chói tai và dường như không thích hợp với Chúa Giêsu. Những lời lẽ này để lại cho chúng ta một ấn tượng là Chúa Giêsu không muốn chữa lành cho con gái của người phụ nữ Canaan kia. Hơn nữa, Chúa còn nói không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó. Nếu chúng ta không tìm hiểu kỹ phúc âm mà vội vàng hiểu theo ấn tượng của mình thì chúng ta sẽ hiểu lầm Chúa Giêsu. Bởi vì Chúa Giêsu mà chúng ta tôn thờ là con Thiên Chúa, là đấng rất nhân hậu và giàu lòng thương xót. Chúa đã nhập thể làm người để mang ơn cứu độ cho hết mọi người, không trừ một ai. Cho dù xã hội Do Thái có những luật lệ ngăn cản và ràng buộc, Chúa Giêsu đã nhiều lần vượt qua những rào cản của xã hội và định kiến con người để mang tình yêu thương tha thứ đến cho mọi người. Chúa không phân biệt ai là Do Thái hay là ai không phải Do Thái. Vì thế, để hiểu được đoạn phúc âm này cho đúng, chúng ta cần phải tìm hiểu những bối cảnh tôn giáo, văn hóa và xã hội của người Do Thái thời đó. Về bối cảnh tôn giáo, người Do Thái thời đó có quan niệm rằng ơn cứu độ của Thiên Chúa đã được ban cho họ và chỉ dành riêng cho họ mà thôi, vì họ là dân riêng của Chúa. Đây là một quan niệm mà các môn đệ của Chúa Giêsu đã bị thâm nhiễm rất sâu nặng vì họ cũng là người Do Thái. Về bối cảnh văn hóa, người Do Thái lúc đó có quan niệm cách biệt đối với các dân tộc khác. Họ tự cho mình thanh cao và thánh thiện hơn những dân tộc khác. Trong ngôn ngữ của họ, họ thường gọi những người ngoại bang là chó. Các môn đệ của Chúa Giêsu cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi những tư tưởng sai lệch này. Về bối cảnh xã hội, người Do Thái lúc đó có quan niệm rất kỳ thị và khinh chê những người bệnh tật và tội lỗi. Họ tránh xa những người này. Nếu họ lỡ tiếp xúc với những người này thì họ phải cử hành nghi thức thanh tẩy. Khi Chúa Giêsu nhìn thấy những sai lầm của họ trong cách sống và đối xử với mọi người, Chúa đã nhiều lần sửa dạy họ, nhưng không phải ai cũng đón nhận. Ngay cả trong nhóm môn đệ của Chúa Giêsu, không phải ai cũng đồng ý với Chúa Giêsu. Có một số môn đệ bất đồng với việc Chúa Giêsu thay đổi cách suy nghĩ và cách sống của họ. Họ đã bỏ Chúa Giêsu mà trở về đời sống cũ. Còn một số vẫn theo Chúa Giêsu nhưng trong lòng chưa thật sự sửa đổi. Cho nên trong đoạn phúc âm mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đã chủ ý đến thành Tyro và Sidon, là hai thành mà phần đông là những người ngoại bang đang sinh sống, để dạy cho các môn đệ một bài học nhớ đời. Chính vì một số môn đệ vẫn còn mang quan niệm là ơn cứu độ chỉ dành riêng cho người Do Thái mà thôi, và coi những người ngoại bang là chó,
Cho nên Chúa Giêsu muốn dùng những ngôn từ trong quan niệm của họ để đánh thức tâm hồn các ông. Khi người phụ nữ Canaan đến ngoài cửa xin được Chúa Giêsu ban ơn chữa lành cho con gái của bà, thì phúc âm kể lại rằng Chúa Giêsu hành xử theo cách mà các môn đệ muốn nhìn thấy nơi một thầy giảng Do Thái, đó là phớt lờ, không trả lời. Vì người Do Thái không có qua lại với người ngoại bang. Nhưng người phụ nữ Canaan này không phải là người bỏ cuộc dễ dàng. Bà vẫn tiếp tục van xin. Lúc này thì các môn đệ bắt đầu tỏ thái độ, bộc lộ được sự bực tức của mình. Họ cảm thấy người phụ nữ này quá phiền toái và muốn cho bà ấy đi khuất mắt. Cho nên các môn đệ mới đến xin Chúa Giêsu làm phép lạ để bà ấy đừng làm phiền các ông nữa. Các môn đệ thưa với Chúa Giêsu như thế này: Xin Thầy thương để bà ấy đi về, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi. Các môn đệ muốn bà ấy đi cho khuất mắt, chứ không phải vì các ông xin đối với lòng nhân từ bác ái. Vì các môn đệ đã lên tiếng xin Chúa Giêsu, cho nên Chúa Giêsu đã đáp lại các môn đệ: Ta chỉ được sai đến với nhà Israel mà thôi. Chúa Giêsu đang dùng cách nói sâu cay để nói với các môn đệ, bởi vì chính họ đã có quan niệm giống như những người Do Thái khác, nghĩ rằng ơn cứu độ chỉ dành riêng cho người Do Thái mà thôi. Nói một cách khác dễ hiểu là Chúa Giêsu đang chữa dạy các môn đệ cứng cổ rằng nếu các con quan niệm ơn cứu độ chỉ dành riêng cho người Do Thái mà thôi, thì tại sao lại xin ta ban ơn cho những người không phải Do Thái? Nếu các con cho rằng những người ngoại bang là chó, thì không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó. Và có lẽ đến đây thì các môn đệ đã biết đau và đã nhìn ra được quan niệm sai lầm của mình. Chúa Giêsu đã mượn gậy ông để đập lưng ông. Chúa đã dùng ngôn từ trong quan niệm của họ để nện cho họ một trận thật đau mà thức tỉnh. Chúa Giêsu đang dạy dỗ các môn đệ rằng các ông cần phải hiểu là Chúa Giêsu mang đến ơn cứu độ cho hết mọi người, chứ không phải dành riêng cho bất cứ ai. Chính vì điều này mà Chúa đã chủ tâm đi đến hai thành Tyro và Sidon, vì hai thành này là nơi mà người ngoại bang đang sinh sống. Chúa đã yêu thương tất cả mọi người giống như nhau. Vì thế chính Chúa đã mang ơn cứu độ đến cho những người ngoại bang ở hai thành này. Và chúng ta đã nhìn thấy trong phúc âm, con gái của người phụ nữ Canaan đã được chữa lành. Đó là Chúa Giêsu mà chúng ta tôn thờ. Còn về phía người phụ nữ Canaan, bà đã được Chúa Giêsu khen ngợi vì bà có lòng tin vững vàng. Cho dù bà biết xã hội có những định kiến làm ngăn cản bà đến với Chúa Giêsu, nhưng bà đã vượt qua những định kiến này để đến với Chúa và đón nhận ơn cứu độ. Đây là một tấm gương cho chúng ta ngày nay. Chúng ta cần phải xác định rõ ràng giống như người phụ nữ Canaan này. Chúa Giêsu không bao giờ từ chối ai đến với Chúa, vì Chúa luôn yêu thương mọi người và ơn Chúa không có giới hạn. Cho nên chúng ta đừng bao giờ nghi ngờ hay ngã lòng khi đến với Chúa. Cho dù người phụ nữ Canaan bị những định kiến của xã hội, tôn giáo và văn hóa ngăn cản bà đến với Chúa Giêsu, bà đã vượt qua tất cả mà đến với Chúa và bà đã được như ý. Ngày nay, Chúa Giêsu cũng đang gửi đến chúng ta một lời mời gọi tha thiết: hãy đến với Chúa. Cho dấu chúng ta là ai và đang sống ở bất cứ nơi nào, Chúa vẫn yêu thương và mời gọi chúng ta đến với Chúa. Chúng ta hãy cố gắng vượt qua những khó khăn của bản thân, của gia đình hay của xã hội mà đến với Chúa. Chúng ta hãy biết cầu nguyện giống như người phụ nữ Canaan. Chúng ta đừng bỏ cuộc khi chúng ta không nhìn thấy kết quả như mình mong muốn. Nếu người phụ nữ Canaan đã bỏ cuộc vì cảm xúc nhất thời, thì bà đã không nhận được ơn chữa lành cho con gái của bà. Trong khi cầu nguyện, chúng ta hãy biết kiên trì và luôn tin tưởng rằng Chúa sẽ ban cho chúng ta những gì tốt đẹp nhất cho chúng ta và đẹp lòng Chúa. Khi chúng ta cầu nguyện, có những lúc chúng ta cảm thấy không những mình không nhận được kết quả theo ý của mình, mà dường như có kết quả ngược với ý của mình.
chúng ta đừng bỏ cuộc. Chúa Giêsu đã nói, không có người cha nào mà khi con mình xin bánh lại cho nó hòn đá. Phương chi Chúa là Thiên Chúa rất nhân từ và giàu lòng thương xót, Chúa sẽ ban cho chúng ta. Điều quan trọng là hãy vững tin mà cầu nguyện. Đừng để những cảm xúc nhất thời làm ảnh hưởng đến niềm tin và mối tương quan của bản thân mình với Chúa. Khi chúng ta cầu nguyện, Chúa rất vui lòng. Cho nên ở bất cứ nơi nào và bất cứ trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng có thể cầu nguyện với Chúa được. Cho dù những người chung quanh nhìn chúng ta như thế nào, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là Chúa luôn nhìn chúng ta với ánh mắt nhân hậu và yêu thương. Đặc biệt là lúc chúng ta gặp khó khăn hay lúc chúng ta vấp ngã, chúng ta hãy cần cầu nguyện với Chúa nhiều hơn nữa. Người phụ nữ Cana đã bị những người chung quanh xem là người ngoại bang và đang sống trong một xã hội không biết tôn trọng phụ nữ. Nhưng bà đã xác tín được rằng Chúa Giêsu luôn có lòng nhân từ thương xót đối với bà, và ơn Chúa không có giới hạn. Đó là điều mà chúng ta cần phải học hỏi nơi bà. Còn về phần các môn đệ, các ông đã học được một bài học vô cùng quan trọng và ý nghĩa để nhớ đời. Đó là Chúa Giêsu yêu thương mọi người giống như nhau, và ơn cứu độ của Chúa được ban cho hết mọi người, chứ không phải dành riêng cho bất cứ ai. Và chúng ta ngày nay luôn phải ghi nhớ điều này, để trong tất cả những công việc chúng ta làm, ơn cứu độ của Chúa Giêsu được mang đến cho hết mọi người. Hãy nhớ, tình yêu thương của Chúa thật bao la, và ơn Chúa không bao giờ có giới hạn. Chương trình Phúc Âm hàng tuần từ Giáo xứ Thánh Giuse đến đây đã kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới cũng vào giờ này. Quý vị có thể xem lại chương trình này trên mạng tại Giáo xứ Thánh Giuse.net. Thân ái kính chào quý vị và xin Thiên Chúa chúc lành cho mọi người chúng ta. Kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi dạ tiệc gây quỹ tình thương Chuỗi Hạt Hy Vọng do Bút Nhóm Lửa Việt tổ chức để tiếp tục trợ giúp những mảnh đời bất hạnh tại Việt Nam mà quý ân nhân đã hành trình cùng Lửa Việt trong gần 20 năm qua. Vào lúc 5 giờ chiều ngày Chủ nhật 24 tháng 8 2014 tại nhà hàng Dragon Court 4520 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28213 với sự góp mặt của nữ danh ca Nguyễn Hồng Nhung và linh mục nhạc sĩ Vũ Hải Đăng. Mọi chi tiết xin liên lạc ban tổ chức 704-641-6386 hay 704-497-1059. Câu lạc bộ văn học và nghệ thuật vùng Hoa Thành Đốn xin trân trọng thông báo, lớp huấn luyện Thái Cực Đạo sẽ được tổ chức mỗi tuần thứ hai và thứ sáu, từ lúc 6 giờ đến 7 giờ 30 chiều và chủ nhật từ lúc 2 giờ 30 đến 4 giờ chiều tại nhà Việt Nam, 308 Hillwood Avenue, Fortress, Virginia 22046. Mọi chi tiết xin liên lạc Nguyễn Tấn Sơn 703-622-2507 hay 571-225-4948. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của VATV xin được chấm dứt. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay và những ngày cuối tuần thật an bình và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.